anh em làm ra những chén bằng đá thanh mà muốn đưa vật dụng đá phong thủy vào đời sống các bạn ạ, vào đời sống. Ngày xưa các vua chúa hay sử dụng những vật phẩm mang tính quý hiếm hay cúng nạp, nhưng thời giờ hiện đại để chế tác ra một cái chén đá thanh như thế này thì dùng máy móc thì cũng khá là kỹ và tỉ mỉ, và quan trọng là dùng bằng chất liệu đá phong thủy tự nhiên các bạn ạ. Anh em dùng những cục đá thạch anh sau đó cắt và tiện ra. Do là đá thạch anh có rất cứng, độ cứng sau kim cương và giòn, nên để chế tác ra một cái chén đá thạch anh như thế này là cực kỳ vất vả, làm tỉ mỉ từng tí một các bạn. Giờ công nghệ đánh bóng thì kỹ hơn ngày xưa. Bây giờ các bạn thấy anh em đánh bóng này khá là kỹ và tỉ mỉ các bạn nhé. Một chén đá phong thủy, một chén đá phong thủy à, các bạn như thế rất đẹp, đánh bóng. Chén này các cô các bác không có thể ăn hoặc là có thể dùng để đựng một những vật dụng quý hiếm như anh em nhà sàn đang lấy 4-5 chén để đựng đá ngũ sắc các bạn này, đá ngũ sắc các bạn nhìn thấy đây, và đây là dĩa này, anh em làm dĩa về đựng bì lăn tay, và đây là những chén đá thạch các bạn này. Anh em làm ra, anh em cũng làm bát nước tháo hoa này các bạn này. Anh em mình sàn cố gắng làm sao chế tác những vật phẩm phong thủy để đưa vào đời sống con người. Và các cô thường là đá thanh là đá bán quý, chế tác ra những linh vật như thiêm thư rồng, Phật Di Lặc, đây các trụ đá, hổ các bạn này, hổ này, này cá chép hóa rồng này, vậy này cá chép hóa rồng này, rất đẹp này, đứng phía này cho nó hồng một xíu, đây các bạn nhìn thấy hồng. Chế tác những linh vật, nhưng anh em sẽ là chế tác ra những vật phẩm, những vật dụng để đưa vào đời sống con người. Các cô bác có thể sử dụng để năng lượng thêm cho đời sống. Và có thể để chén này lưu giữ cho con cháu đời sau nhé. Đây là đá anh tự nhiên các bạn này. Đây là chủ đá tự nhiên khối. Còn là chén đá phong thủy các bạn nhìn thấy vân này, khá đẹp. Anh em nhà sàn nằm ngay thành phố Di An, Bình Dương, cách Sài Gòn 10 km. Nếu dịp các bạn ghé thăm, anh em xin chào và hẹn gặp lại.